Xin chào tất cả các bác cùng toàn thể anh em nhé. Hôm nay chợ của em có về được một ổ có kiến đầu dìu. Ổ này 5 con các bác ạ. Đây, con này là con út này. Con út. Con này con đầu này các bác này. Con này con đầu. Các bác nhìn thấy màu nó dựng lên đẹp chưa? Đó, màu của nó dựng lên rất là đẹp nhé. Loài này thì mình nuôi mình thả được, thả ra như gà, nó không đi đâu các bác ạ. Nó chỉ quanh quẩn ở nhà và nó cứ thấy người là nó đi theo người thôi. Nó cứ quanh quẩn chân, nó cứ bấu theo người luôn. Con có kiến đầu dìu này, được cái là nó rất là thuần với con người luôn. Đó. Đấy thì hôm nay thợ có bắt về được một ổ này là 5 em. Chim non này thì em bán là 200 một con các bác nhé. Bác nào mua em nào chọn em nào thì báo em này. Đó. Như có mấy em này thì lớn lớn này. Các bác thấy không? Màu nó dựng lên này. Đẹp rất là đẹp luôn. Đó. Chim thì em đang cho tập ăn cám đây các bác này. Em pha cám vừa nay em đút cho nó ăn này các bác này. Cho nó ăn gần hết cái tô này. Đó. Em lấy cám trứng, gói cám trứng em bỏ nước vào mềm mềm tí rồi là em cho nó ăn, cho nó mềm mềm rồi xong rồi em cho nó ăn là nó ăn thôi. Các bác về có các bác có sâu dế các bác bỏ vào cho nó ăn thì càng tốt. Loài này thì nuôi thì thả ra như gà rất là đẹp luôn. Đặc biệt là những nhà bác nào mà có avi á, các bác nuôi loài này các bác thả ra nó đi như nó cứ người đi đâu nó đi theo đấy luôn, nó không có bay đi đâu nha các bác nhé, loài này. Đặc biệt là nó rất là thấy người nó cuốn nó như con ngan con vịt ấy. Đó. Đây chim mới về cho nên là nó chưa có há mồm cho nên em phải bành miệng nó ra để cho nó ăn để sợ nó ấy. Đó. Sợ nó đói nó gầy cho nên em phải bành miệng nó ra để cho nó ăn. Đó nó cứ đi kiểu như này như gà các bác. Hay lắm, đẹp lắm. Đó. Nó ăn nha, nó ăn cám ghê lắm các bác, loại này ăn rất là nhiều luôn đấy. Đấy loại này thì em cứ bán là 200 một con nhé, bác nào mua thì liên hệ em nhé. Đó. Đó. Các bác về tập đút cho nó ăn nhé, tại vì nó vẫn chưa biết mổ ăn mà. Con này chắc ăn no rồi. Đó. Nó ăn đấy các bác ạ. Nó ăn nhiều lắm. Loài này ăn nhiều lắm ạ. Đó. Con nào con đấy ăn rất nhiều luôn đó. Các bác nhìn thấy màu nó dựng lên đẹp không? Đây nó còn non nhé, sau này nó lớn lên nó cái màu lông của nó đủ nó dựng lên rất là đẹp luôn. Hai này lớn này. Đấy, những con này như này. Các bác nhìn thấy nó dựng mồng lên đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Con này là con đầu này các bác này. Con này con đầu là lông cánh nó mọc lông nó mọc đầy đủ hơn này. Con này con thứ hai này. Con này lông nó mọc nhiều hơn này. Đó, các bác nhìn thấy nó lông nó mọc ra. Nó dựng cái mào lên đấy. Dựng cái mỏng lên nhìn đẹp đó. Đó.
con đầu con 2 này. Con này con thứ thứ 3. Con này con thứ 4. Con này con út này. Đó, vừa nay em cho nó ăn làm một âu như này là nó ăn gần hết rồi, còn ít này nữa thôi các bác này. Các bác về cứ bỏ cám như này này, trộn cám mềm mềm ướt xong cho nó ăn nhé. Rất dễ ăn. Nó không há mồm, các bác cứ banh ra rồi đút vào như này là nó ăn này. Đó. Thế thôi. Đó, hôm nay thì em về được có 5 con như này thì bác nào kết em nào thì alo cho em nhé. Đó. Ủa có kiến đầu dìu non đầu mùa đây các bác. Rồi một lần nữa chào tất cả các bác nha.